Rồi, Phú xin chào quý bà con cô bác, quý mạnh thường quân. Hiện tại thì Phú đang ở cũng ở gần nhà ở Cù Lao Thanh Hà, thuộc ấp 7, xã Tân Bình, một cái Bắc Bến Tre của anh chị. Thì hôm nay thì Phú cũng đã đến đây cũng có gửi một cái món quà cho bác ba. Bác ba cũng ở gần sớm của anh chị. Thì hôm bữa chị Đỗ Thị Duyên bên Úc á, chị cũng có xem cái clip đợt rồi Phú có gửi quà cho bà con ở xã này kia đó. Thì bác có chị có xem tới một cái khúc mà bác ba đây ông nhận quà rồi ông dắt xe đạp đi ra rồi xong rồi chị mới chụp hình đó, chị muốn gửi cho bác này một cái món quà của anh chị đó. Thì hiện tại thì Phú cũng đang tới nhà ông bác nè. Dạ con chào bác ba. Sao bác ba khỏe không? Khỏe, cảm ơn. Dạ bác làm gì bằng gì vậy? Đợi chú cùng lá. À chú cùng lá dừa hả? Chắc rồi. Giờ 70 rồi người ta đâu có kêu làm mà giờ coi chừng mẹ già đã người con nước mẹ già. À rồi cho con đeo cái mít vô cả nhà. Ủa bác ba năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Bác ba năm nay 70. 70 tuổi rồi. 70 tuổi. À rồi giờ bác hàng ngày bác chú cộng lá vậy đó hả? Ừ. Ồ. Rồi bây giờ hiện tại con mắt nó yếu giờ cẳng nó cũng yếu. Vậy. À mắt yếu là bác bị cận hay sao? Không biết. À bên này nó làm cho nó xin lỗi nó làm nhưng mà nó kéo mây gì tới chúng. À nó kéo mây hả bác? À. Kéo mây gì thì giờ bác phải đi khám bác sĩ mới biết được. Biết. Trời ơi chú nghĩ coi con dâu đi làm rồi có chừng mẹ già đâu có cố bề gì rồi. Ủa là mà chú bác còn nuôi bà cụ nữa hả? Ừ trời ơi tôi nói dốc này có bao nhiêu tuổi bác ba? Bà nay 94. Trời đất ơi, 94 tuổi trời rồi. Trời ơi, có giấy tờ đàng hoàng, tôi không nói dốc chúng á. Dạ. Có giấy tờ đàng hoàng. Rồi bác chú cộng vừa vậy là bán được nhiêu ký? Trời ơi, nói dấu gì chú như vậy là nhiều khi 3.000, 3.000 rưỡi. Ồ, vậy là cái loại này nó rẻ hả ta? Rẻ. Còn cái tàu lá này á, chút thôi chú khô hen là nhiều khi nó được 6.000 hay 7.000. 6.000, 7.000. À. Còn cái cộng này mà dạy như vừa là tôi nó mới mắc phải không? Đúng. Tại đúng. Vì cái tươi là nó dẻo, đúng. Nó dẻo thì nó chắc hơn. Đúng. Còn cái dạng này là nó hơi giòn. Trời ơi cô ngồi nó khô nó hơi giòn. Mà cái vừa nó cũng cái nguy hiểm lắm mày này cô ơi. Rồi không sao quá. Thì một ngày vậy bắt chú được bao nhiêu ký? Trời ơi coi như vậy là một ngày tôi nói xin lỗi một ngày là 1.000 đồng chú nghĩ coi. Một hồi bà la mày cho tao một miếng sữa. Mày cho tao một miếng cháo ba ăn một ngày ít ít bao nhiêu mệt một ngày 5-6 cử. Ồ vậy hả? Rồi lọt qua 2 giờ chú nghĩ coi lau mình chỗ bả rồi bắt đầu nấu cơm. Dạ. Nước. Vậy. Đó. Vậy rồi. vậy bác nghỉ tay đi bác vô bác dẫn con thăm bà cụ được không? Được trời đất ơi để tôi vô mà nghe chú la nghe. Dạ dạ rồi. Rồi á. Lâu lắm rồi con mới đi cái hướng này. Vậy hả? Ủa chú Bảy Trắng là ở bên hướng bên đây hả bác ba? Trời bây giờ ông ở đâu tôi không biết nữa. Chú ơi. Dạ. Ủa ngày xưa hình như là con nghe nó hình như là chú Bảy Trắng nuôi bà cụ rồi giờ ổng không nuôi nữa hình như là bác ba nuôi hả? Bây giờ vậy. Nói mà ngay nha, vợ y bỏ đi rồi bỏ lại 3 thằng con, một thằng con trai, 2 đứa con gái. Ồ. Dạ con chào ba. Trời ơi. Để bàn trước vậy đó hả? Chú nó mát mà mời. Dạ rồi, cảm ơn bác ba. Bà khỏe không bà? Không khỏe. Không khỏe hả? Xin lỗi bà thứ mấy vậy bà? Thứ ba. Bà ba. Bà ba năm nay nhiêu tuổi rồi? Sinh năm 30. Sinh năm 1930. 30 vậy năm nay là 94 tuổi. Dạ đúng. Nếu mà tuổi đẻ là 95. Dạ đúng. Rồi giờ trong người bà làm sao? Trong người bà thấy khỏe không? Cái phổi trời lạnh á, cái phổi cái nó lạnh cái nó khè. Nó khè. Còn hả trời không có lạnh thì nó không có khè. Không lạnh thì nó không khè. Dạ. Vậy là chú hai như chiều hết cơm nước rồi cho bà uống một chút xíu vậy. Cái này là thiên môn bổ phổi. Dạ đúng. Rồi dạ. Uống mà dặn ngang. Bà uống rồi bà ngủ cho ngon giấc ngang. Dạ. Có vậy có cái mạng nuôi mẹ già. Dạ. Vậy hả? Thôi mời chú hai. Rồi cảm ơn. Mời thứ ngồi. Rồi vậy bác ba ngồi đi. Bác ngồi ghế đi để con cũng hơi thăm xíu con gửi quà rồi con đi về. Dạ. Bà ba được mấy người con không bà ba? Không nhớ. Trời đất ơi. Không nhớ bao nhiêu người luôn hả? Trời đất ơi. Đẻ là lũ khổ hả? Không biết bao nhiêu người. Không biết. Trời ơi tôi chú Bảy Trắng là thứ bảy nè.
À, để chậm chậm là tôi kể chứ mà chú nói nhanh quá tôi tiếp thu nó không kịp. Dạ. Ở dở vậy hen. Tôi này nọ là bốn anh em trai. Dạ. Hai đứa em gái. À, chú hai biết con bé sáu năm tiên không? Dạ không à. Con chỉ biết chú bảy trắng thôi. Vậy hả? Dạ. Ủa chú bảy trắng gì là Út hay sao? Út. Rồi vậy là bốn trai mà hai gái. Dạ. Rồi giờ còn khỏe hết không bác ba? Trời ơi bây giờ nói ngay nha, dù khi người nó có số chú ơi. Dạ. Một thằng em đẻ thứ sáu tôi nó bệnh đột quỵ với chú. Ồ. Giờ đột quỵ. Dạ đột quỵ rồi nó chết. Rồi một người. Rồi một đứa em gái tôi thứ năm nó có chồng ở trên Đồng Tháp. Ừ. Rồi nó làm xui làm gia trên Đồng Tháp luôn. Dạ. Rồi lâu lâu nó về nó mới thăm mẹ già. Dạ rồi. Thì là hai. À hai. Rồi người anh tôi là ông Hai Lộn bây giờ ông 72 tuổi. Dạ. Con mắt ông yếu mà bây giờ ông nằm một chỗ ông đi ông lần vách. Dạ. Cơm nước con nó đem đến ăn uống. Dạ. Ở gần đây không bác ba? Ở gần chính em á. À. Chắc cái thím này biết. Không biết con à, không biết. À. Vợ con cũng mới về đây à, có cha vợ con biết. À, có cha vợ thì biết chứ con với vợ con cũng mới về cũng 5 6 năm nay cũng không rành lắm. À. Dạ. Thì bác là thứ ba. Dạ tôi thứ ba. Dạ. Rồi giờ bác ở nhà vậy rồi bác ở với là như anh gì đó hả? Cái thằng này thằng Cường thằng trai út tôi. Ủa? Tôi nào ngay tôi ba thằng con trai. Ồ. Một thằng thứ hai á nó có ở quê vợ trên Thành An. Dạ rồi. Một thằng thứ ba nó ở trong chùa Cành Nồng. Trong chùa hả? Ờ không, tôi nói thí dụ nó ở gần cái chùa Cành Nồng chứ không phải trong chùa. À, ở gần thôi. Ở gần. Dạ rồi. Ở gần thôi. Dạ. Rồi. Vậy rồi cái thằng này là thằng trai út. Anh Út, ảnh cũng chắc cũng có vợ con rồi hả bác? Trời, con gái này nó 21 tuổi, nó đi làm công ty Diêu Long. Ủa, cái đồ lòng á. Còn cái thằng con trai thứ ba này, nó đi học ở trên Nguyễn Tư này, lúc 7, lúc 8. Ồ, vậy là hai đứa hả? À, hai đứa. Vậy là ảnh là ngày xưa chắc cũng lấy vợ sớm à? À, sớm. Nghe nói như là ảnh sinh năm 82, 83 vậy phải không? Trời ơi, tôi nói xin lỗi chứ bây giờ con tôi đẻ mà chú nói đó bao nhiêu tuổi tôi bù trấn xua rồi. Thôi đó coi. Vậy luôn hả? Ở trời đâu có nhớ. À. Có nhớ. Rồi rồi giờ là hai đứa đó đi làm trên đó rồi nó về thường không hay là cuối tuần nó mới về bác hay sao? À, con của nó hả? Ừ, dạ. À, lâu giờ nó làm bánh gì đó nhiều khi nó mệt. Rồi nhiều khi nó nghỉ chủ nhật nó nghỉ rồi tuần sau nó mới về cho chú hai. Dạ dạ. Chứ nó mệt. Nó về đây nó nghiêu ngao nó ngủ chứ đâu có làm gì. Dạ. Mà tôi cần chấp nổi. Ừ. Tôi là thôi con ăn nghỉ ngơi để. Ủa rồi ngày xưa con nhớ như là chú bảy trắng là nuôi bà cụ. À, nuôi bà ba. Rồi mà nào ngay tôi nói thiệt với chú á. Bây giờ ông bảy ăn em tôi nó có bệnh nhậu. Dạ. Đúng rồi. 5 6 giờ bà này hồi trước bà già tôi biết bà điện thoại bà la bây giờ nó nhậu nó bỏ tao ở nhà giờ tao đói khát. Ừ. Đó. Rồi mới chuyển về đây cho bác ba nuôi à. Nay được mấy năm rồi bác ba? Trời ơi tôi chú nói tôi không phải là tôi kể ngang là hai năm mấy trời. Ồ. Ngày xưa như chú bé trắng như ở bên kia như là cũng có ba bốn đứa con gì phải không? À hai đứa con gái một thằng con trai bây giờ nó thí dụ giờ nó bay nhảy nó nuôi cha nó cũng được. Ồ thì con đi làm hết trơn rồi. Hiểu rồi. Hôm qua hôm kia tuần trước con có gặp với chú Bảy Trắng ở Nay Hùng nè. Gặp ở nhà Nay Hùng đó. Chà tối này chú cũng nóng dữ ha bác bà ha. Trời ơi nóng dữ lắm. Nóng nào dữ ngay. Lắm, cái này bác dằn cái mua cái tấm mút đó bác bà. Mua cái tấm mút á dày dày nè hả chừng vài trăm ngàn đó bác ngang ngang này để bác che bớt cho bà. Cũng như cho bà ba nó đỡ nóng. Chú nó hạ nhiệt cái chú. Thí dụ cái đó giờ cỡ nhiêu chú hai? Trời ơi có nhiều tiền đâu. Hai ba miếng đó ở chừng hả 300 ngàn gì vậy hả, miếng ở chừng vài chục ngàn hả tấm mút vậy nè bác bá. Rồi cũng như là để cho nó hạ nhiệt phải không? Đúng rồi cho nó hạ nhiệt bớt chứ trời ơi nghe chỗ này rồi hả nắng mà cụ quá tội nghiệp. Thì bỏ vậy hầm quá trời vậy rồi bà ba có đi ra được không hay sao? Trời ơi tôi nói giấu gì chú hen, chú nói tôi trường thực cho chú nghe. Đợt tôi cho ba tôi là bà ngồi đàng hoàng ngang tôi xuống dưới tôi cũng gấp. Ừ. Bả ngã một cái rầm tôi nói thiệt chứ chú bả ngã vô. Trời ơi. Rồi tôi làm vậy nè con dâu út tôi nó nói trời ơi ba làm vậy khách quan là người ta cười tôi nói trời ơi cười tao chịu. Bộ của nó ngã vụn gã ra vụn mà bả té gã dọn. Ồ. Trời ơi còn đang khổ nữa. Rồi vậy giờ rồi bà ba rồi ở trong đó vậy thôi chứ không có ra được hả bà ba? Được
tuột ra đi được. À tuột ra đi được không? Được. Trời ơi bà nói gì chứ không được, vô cẳng nó yếu. Yếu lắm hả? Ừ. Cẳng này nè. Cẳng yếu quá ha. Ừ nó yếu. Cẳng này cứng. Cẳng đó. Bên trái yếu à. Đó dạ. Đi được đâu có đi được chú hai. Đâu như giờ bà ba tuột ra đi được không? Bây giờ thí dụ giờ vú tuột ra đi tự nhiên khỏi vịnh khỏi ai vịnh được không? À, được không? Được không? Đâu bà ba ra thử coi. Cái này khỏi chung ra bây giờ. Gỡ đi. Không chú hai nói gì đi. Gỡ được gỡ đi cho bà đi ra thử bà ba. Chứ ngăn là vậy cũng tội bà quá ha. Trời ơi coi khỏi bảo vệ nghe chú hai ơi, vũi của bà gì vừa sao chú hai. À, mà bởi bỏ tôi lắm à. Bởi vậy. Trời ơi nuôi mẹ già đâu phải dễ chú. Đây nè. Rồi đâu 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 bắt ba dắt bà ba ra thử coi. Chứ để bà ba trong đó cũng tội quá ha. Bắt dắt bà ba. Rồi đây. Vậy có cái ghế đai thì má ba ngồi. Đúng rồi, cho bà ba ngồi ghế đai đi. Đúng rồi. Cho bà ba ra ghế đai ngồi đi. Đây. Rồi dắt bà ba ra ngồi. Đây. Trời ơi, vô cẳng tôi yếu ngang bà từ từ nha. Bả ấy cái đồ bằng tôi được không? Được không? Đó dắt là từ từ thôi. Đúng vậy nữa không? Nói chú hai phụ giùm tôi đất chú hai. Rồi. Yếu ha. Yếu trời ơi nè. Vậy mà bả là đi sao bả đi được? Trời ơi, không được rồi, không được. Không được chú hai, không được. Không được ha. Rồi thôi. Không được. Ê về bà ba cũng yếu quá ha. Trời ơi tôi nó thiệt á. 94-5 tuổi rồi hơi yếu. Rồi thôi bà ba ngồi đây coi vậy chu bắt ba ngồi luôn đi. Ngồi coi chừng bà đi. Rồi. Trời ơi bà nói là đi đâu có đi được chú hai. Nóng quá trời nóng ha. Bây giờ chú muốn nói là muốn dán lên không? Dạ dán lên đi, dán lên chút xíu. Không chậm để tôi cắn cái chú hai. Đây. Dạ. Chú dán đạn đi. Đó. Cho mát. Coi chụp hình tôi ha. Ủa chị đây là. Ủa cái này là dâu út tôi. Dâu út ha. Dâu út tôi nãy cái thằng nãy nó bày dừa. Như chị này như làm thịt dừa không ta? Đúng. Dâu út à. Rồi không biết rồi. Vậy mà bà làm bà đi được đâu có đi được. Rồi nó đi không được, yếu à. Trời ơi yếu quá. Nhưng mà có cái là hơi nóng quá bà nhà bác ba. Nóng quá bác mua tấm mút gì đó để cho. Mà bây giờ nó như vậy là đi. Bây giờ mình mua cái tấm mút hả chú? Mà tấm mút đó rồi bắt nhăn dây kẽm là vậy nè. Biết cho nó đầu rồi cái cho nó hạ nhiệt bớt chứ để đây cũng tội nghiệp bà ba quá ha. Không ai chú nói gì tôi cảm ơn. Tôi cảm ơn. Tội nghiệp bà ba hả? Nóng quá, nóng như lắm ha bà ba. Bà nội. Không thấy bà nội luôn trời ơi. Muốn ở trần vậy đó. Muốn ở trần luôn hả? Dạ mà nóng mà ở trần sao được? Không được. Nấu xin lỗi nha ở trần mà. Sao không để cái bật máy đây cho bà ba ha bác ba ha. Bà nhiều khi nó có chỗ này. Tôi đi chú cộng lá nhiều khi quạt nó lơi nhiều khi. Bác để xa cũng được. Vậy hả? Đúng rồi, để xa đi bác cho, ba. Cho nó có hơi cho nó mát mát. Hơi mát hơi cho mát chứ trời ơi tội nghiệp bà cụ quá trời luôn, nóng mà để lần trước về mà tôn về nóng dữ lắm. Dạ. Thôi con hỏi thăm cũng ít câu thôi. Chứ không có dám hỏi nhiều. Hôm bữa bác xuống bác nhận quà với con đó, Mạnh Thần Quân cho đó. Rồi tôi nhớ. Thì rồi, có nhớ. Một cái chị này ở bên Úc á. Chị có thấy chú đi xe đạp đi ra rồi vẫn đem quà ra này kia đó. Rồi chị mới thấy vậy cho nên là chị có gửi cho con một cái món quà cho bác ba nè. Chị có gửi về cho bác là 1 triệu. Thì thôi giờ con thay mặt cho chị Đỗ Thị Duyên ở bên Úc. Con gửi cho bác ba là 1 triệu. Thôi giờ bác ba gửi nói chuyện với Mạnh Thần Quân đi bác ba. Tôi bây giờ tôi cảm ơn. Tôi cảm ơn. Dạ. Rồi thôi có gì đâu xúc động bác ba. Rồi thôi giờ tới đây ha cũng không có quà cho bà ba tại không biết bà ba. Dạ sao gì là quý rồi. Dạ thôi kệ thôi giờ bác ba cũng giữ số tiền này. Dạ để rồi, thôi mua đồ ăn gì đó cho bà ba đi ha bác ba. Dạ thôi vậy đi chưa biết sao vậy. Dạ tới đây mà không có quà gì cho bà ba hết trơn tại không biết tại vì có người ta thấy bác ba không à chứ không có thấy bà ba. Dạ. Thôi giờ thôi vậy đi, thôi giờ con chúc bà ba thật nhiều sức khỏe, sống lâu 100 tuổi nha. Cảm ơn chú. Dạ, thôi con cũng vậy, thôi chúc bác ba và gia đình thật nhiều sức khỏe. Thôi bây giờ vậy, giờ tôi chúc chú thím vô giờ sức khỏe. Nhớ ơn Mạnh Thường Quân. Rồi, không có gì bác ba. Thôi chúc gia đình mình về sức khỏe nha. Dạ, cảm ơn. Một lần nữa thì cũng xin chân thành cảm ơn chị Đỗ Thị Duyên đã có tấm lòng giúp đỡ cho bác ba, nên đây là 1 triệu.
Đó thì tôi thấy gia cảnh là cũng tội. Bác năm nay thì cũng 70 mà nuôi mẹ già 95 tuổi. Dạ, thì có giấy tờ đàng hoàng. Dạ, dạ thôi rồi, được về con biết rồi, cần chi giấy tờ. Thôi cho con về nghe. Nè nè, không gia đình bác khỏe. Không có tôi. Dạ rồi, rồi. Xin cảm ơn chị rất nhiều. Thôi về chúc thím nhiều khỏe nha.